Mình xin giới thiệu bà con, đây là cái hệ thống tưới phun mưa cục bộ có chức năng bù áp cho 7 hecta chanh dây tại Gia Lai. Thì mỗi sản phẩm của mình đó, thì nó có một cái, đây là cái đầu bù áp, lưu lượng của nó là 28 lít trên 1 giờ. Thì kết hợp với cái đầu phun mưa cục bộ của mình đó, thì nó quay, nó phun được cái bán cái đường kính là khoảng 2 mét. Thì với cái sản phẩm có chức năng bù áp á, thì mỗi cái gốc nó đều hưởng cái lượng nước là bằng nhau luôn. Mặc dù đất ở đây là đất đồi mà ở đây là vùng thấp thì mọi người sẽ thấy là nó phun cũng cái bán kính này. Để mình quay cái vùng ở trên đồi thử xem nó có đúng ra cái lượng nước này không. Thì mỗi cái ở đây cái diện tích nó là 7 hecta, thì máy ở đây nó có thể tưới một lần được từ 2 hecta. Thì mọi người thấy là nó phun rất là đều, nó không có văng ra cái vị trí mà mình không có cần thiết, nó chỉ quay đúng cái vị trí mình cần thôi. Ở đây là sau này họ trồng chanh dây ở ngoài đây, ở đây là mình chỉ gắn cái mét để mình test thử cái sản phẩm. Thì mọi người thấy là cái lượng nước dù là đất đồi nhưng mà cái lượng nước nó ra đều là bằng nhau, đúng cái bán kính, và nó phun đều từ trong ra ngoài. Ở đây là mình tưới mới có khoảng 10 phút nên là nó chưa có ướt đẫm lắm. Mình tưới khoảng một giờ đồng hồ thì nó sẽ được 28 lít trên một giờ một cây. Đây hai cây là cái vùng nước rất là đẹp. Thì cái sản phẩm đây là cái đầu bù áp của Việt Nam sản xuất, thì nó có thể bù áp chính xác cái lượng nước mà lại nó có thể vệ sinh được. Thì chúng ta có thể yên tâm về cái sản phẩm Việt Nam là test và được ứng dụng rộng rãi trên Gia Lai ha, những vùng đất đồi. Rồi, cảm ơn bà con.